quên nữa, sẵn ở đây em thông báo với anh Bắc nè, trong nhà mình cũng có một anh chàng ở Trà Vinh, Vĩnh Long, là nãy có lên live á, là nông dân á, đó. À, hồi đó giờ anh Bắc có nghe tới dừa sáp rồi đúng không? Dừa có, dừa sáp là dưới trời. Đó, đó. Cái gì không. Chứ mà riêng cái món dừa sáp thì xuống Trà Vinh thì nông dân Ừ, nhưng mà mấy đứa cháu đó, cái năm vừa rồi anh có về thì có mấy đứa nó ở dưới đó, nó cũng nói là chú nghe, tức là mấy đứa cháu nó kêu Dượng ơi, nó kêu Dượng ơi, nói dừa sáp là thôi chứ cũng thực tế không ngon lắm đâu. Người này nói người đi ăn rồi kiểu như là nó đồn thổi lên một phần đó, nó lạ thôi. Ừ thì nó lạ thôi chứ cũng không phải là cái gì. Thế nhưng mà có điều là chứ ví dụ thì chứ không sao, nhưng mà cho biết thì thôi, chứ mấy đứa nó hồi đó lúc về nó cản. Rồi để em triệu hồi nông dân lên để nông dân nói như thế nào về dừa sáp cho mọi người nắm rõ luôn, để mọi người biết luôn. Dừa. Ok, xin chào nông dân. Chắc chắn là không có dậu được rồi. À, con chơi lại, chào bố Cộng, chào chú Bác. Đi. Còn dân Trà Vinh nè. À. Như bố Cộng nói là nó thì nó ngọt á, nhậu không biết, thì thường mấy ông nhậu thì nó có mê ngọt, nó ngọt béo. Ừ, nhưng mà trước khi Trà Vinh gì nông dân nói ở dưới Trà Vinh, chú có nói là tại vì chú hay xuống, thường xuyên xuống cái Vũng Liêm. Tại vì chú có con nhỏ con gái nuôi, chú hay xuống dưới đó, thì thường thường chú xuống Vũng Liêm là chú hay xuống Trà Vinh. Ở Trà Vinh nó có một cái quán, chú quên cái tên rồi, nhưng mà thường thường xuống dưới đó là con nhỏ con gái nuôi nó dắt xuống Trà Vinh ăn cái vịt nướng. Chắc nông dân biết không? Không, nếu vịt nướng thì dưới này nó nhiều lắm. Ừ, nhưng mà có một cái quán nghe nói rất là nổi tiếng. À. Ừ. Đâu nhưng có mà... gì đâu. Vịt... Còn Vũng Liêm có vô ra thì đây đó. Con qua Vũng Liêm thì cũng gần. Con tới Vũng Liêm thì chỉ có khoảng chừng 20 mấy cây à. Đúng rồi, đi có chút xíu ăn à. Tại vì chú về dưới đó là chú thường thường xuống dưới đó là Vũng Liêm chơi xong rồi bắt đầu thường thường là chiều chạy xuống dưới Trà Vinh không à. Dạ. Nhưng mà cháy vừa thoát. Nhưng mà chuyến này là chú cái hẹn ở dưới Trà Vinh rồi, nhân ơi. Ừ. Dạ. Chú chắc có lẽ là chú cũng có một chuyến hẹn là dưới Trà Vinh, nhưng mà nếu mà không biết là xuống Trà Vinh cái dịp này mà có gặp được nông dân hay là gặp mấy đứa thì cũng vui. Dạ. Ê, đi phượt các bạn. Bác. Hả? Bác. Con. Hả? Đi xe mô tô các bạn. Ông ơi, sao tôi nói hoài mà ông cũng quên cái dùng mô tô đi. Tôi đi mô tô là ông không có cửa theo đâu. Thì tao ngồi sau lưng xe mày. À, cái ngồi sau thì còn tạm được, chứ còn ông thông cảm, tại vì nếu mà ông xách xe của ông mà ông đi chung với xe tôi thì có nhiều khi cái xe tôi nó bị ố màu hết. Quá. Xuống dưới đó thôi, nước ruộng đồ tao rửa cho, đồ quá. Quá vừa quá, nó khi dễ quá. Không phải là khi dễ cầm. Và tôi lo cho cái sức khỏe của anh thôi. Ủa mà nông dân ở dưới đó là ở ngay thành phố Trà Vinh hay ở đâu? Không, con ở huyện. À, huyện hả? Ở Cầu Kè. À, Cầu Kè. Ok. Ngay quê hương của dừa sáp luôn á. Ừ. Chỉ có một mình, chỉ có một huyện con là có... Nhưng mà cái dừa sáp bụi cùi nó có ngon không nông dân? Cái nào? Sáp nó đó, cùi á. À, cái trái đó. Ừ. Cơm dừa á. Ý anh Bác hỏi cơm dừa sáp á. Mỗi người một cái... cảm nhận thật sự ra mà nói, con nói con tả sơ sơ là cái cơm dừa của dừa sáp á, cái trái dừa sáp nó giống như trái dừa của mình, trên một cây nó chỉ có một đường, nó chỉ có một trái sáp thôi, một hoặc hai trái thôi. Là khi cái cơm của nó dày rất là đúng dày rồi luôn. Đúng rồi, có trái là nó dày đặc ruột luôn. Thì cái cơm nó mềm mùi à, mình lấy cái muỗng mình nạo được đó, nạo ra rồi mình mới trộn thêm chút sữa, chút đường, chút đậu phộng gì đó thì cho nó thơm lên để mình ăn thôi, mà... chứ còn mà nếu ăn nó béo lắm không nông dân? Cũng không. Dạ đúng rồi, nó béo. Ừ. Nó thôi. Sao? Cái nếu mà dừa ta khoái cái củ hủ dừa hơn trộn gỏi đúng không? Má rồi, má ăn gì má ăn khôn chứ đúng không? Củ hủ dừa nó chết mẹ cái dừa tay. Bỏ đầu mấy cái dừa đi. Ủa ông kiệt gì? Ông kiệt nọc không à? Không.
Thật ra mà nói thì cái vùng ở vùng nào thì người ta không dám đốn với vùng con. Giờ dừa củ hủ nó mua 40.000 cây, 40.000 củ nha. Ừ. Một cây mà trồng lên rồi để ăn củ được á, mua 40.000 củ thôi. Ê, mà rẻ quá. Mà cái gì nó 40.000 bữa nào về với nó đủ đãi một món cây bằng là củ dừa mà làm gỏi ăn. Dạ. Đúng rồi, hết sảy luôn. Cái đó thì dễ ăn. Trời ơi, cái đó thì cái dừa nhà trồng mà. Ừ, cái đó cái củ cũng dừa mà cây con mới trồng lên non á thì nó ăn mới ngon, chứ còn cái cây mà nó có trái lên rồi thì ăn không ngon nha. Cái cây mà nó mới vừa ra lưỡi mèo đó. Ủa mà sao nông dân này bữa nghe nói kêu ông Cầm bằng anh mà sao bữa nay xưng cháu kì? Còn nhỏ xíu con kêu Thư Quang bằng anh nữa đó. Ủa vậy? Dạ. Thì con nhỏ hơn quên, cái bữa con nhỏ kia nó kêu ông Cầm bằng anh. Ừ. Ừ, bạn nhỏ nào vẫn gan chứ. Nhỏ nào vẫn gan chứ. Lâu lâu quá. Ở dưới con thì có rượu nổi tiếng là rượu Xuân Thạnh. Có không? Có rượu Xuân Thạnh, chú uống Xuân Thạnh chưa? Chưa. Nghe nói Xuân tên Thạnh là nhưng mà cái đó là nó là rượu nếp hay rượu gì nông dân? Rượu gạo. À, rượu gạo à. Rượu gạo. Ê mà sao bây giờ thấy là mỗi... rượu nếp ở trên thị trường Việt Nam không thấy nữa mày. Còn. Không, rượu... tôi mới đặt 12 lít còn nói ông nghe. Rượu nếp vẫn còn nếp than nữa kìa. Không, cái nếp than thì mình cũng thấy thường rồi. Nhưng mà anh biết là sao không? Tại vì ở ngoài miền Bắc á, ở ngoài miền Bắc á, nó có một cái vùng, tức là hồi xưa nó nổi tiếng về nấu rượu nếp đó. Đó, thì cái vùng đó nó gọi là cái vùng là hồi xưa nó gọi là cái vùng Hưng Yên, tại vì cái đó là quê của ông ngoại tôi, mà ông ngoại tôi thì cái vùng đó nó nấu rượu khét tiếng, bà già tôi xưa nấu rượu mà. Thì tôi mới kêu thằng em là chứ vừa rồi nó đi Hà Nội chơi thì tôi nói là mày kiếm cho tao 10 chai rượu, nó kêu bằng rượu Làng Vân. Làng Vân hay là Nàng Vân? Làng Vân. Thế nhưng mà cái rượu sau này nó chế nó bỏ thuốc của men thì nó hơi có màu, thì tôi nói tôi không uống rượu màu, tôi uống rượu gốc mà rượu gạo. Ê bác mày nhớ hồi mới giải phóng vô cách đây khoảng 78-79 tới 80 nó có một con rượu kêu rượu Nàng Hương đóng chai, mày nhớ không? Nhớ. Trời ơi đồ uống mực luôn. Rượu nó uống ôi tôi uống rượu Nàng Hương rồi nè, tôi uống rượu cái gì lúa thì tôi quên mẹ rồi. Gì cây lúa cái gì biết gì đó. Lúa mới. Tôi đúng. Ê, cái rượu đó. Uống rượu bánh mì nè. Uống rượu khoai mì ở ngoài Quy Nhơn nè. Rượu sao ơi, rượu mía nè. Nói chung là hồi xưa cái thị là Trung Quốc. Cứ rượu giờ mà nó có cái này rượu kia si, người ta đặt lên là si có bé. Si tôi bên này. Ba cái vỏ thơm ngày xưa khổ quá, ba đưa thơm mới đủ là thành mang bia mang ra nền mang ra bán đóng chai. Dương cái rượu mà nông dân nó nói á, tại vì có nhiều người á thì hạp, mà có nhiều người không hạp á, mà uống rượu gạo á, nó hay bị nhức đầu lắm nông dân. Không phải đâu anh, không phải cái hạp với không hạp đâu, tức là do cái lò nó nấu á, cái rượu gạo á là có nơi người ta nấu không đàng hoàng, ta pha cồn vô là uống nhức đầu. Chứ nếu mà nấu rượu gạo mà nấu đúng nguyên bản chất của nó là không bị nhức đầu. Xuân Thạnh là không bị nhức đầu. Thường thường á, ta thấy có mùi khét mà ơi, rượu mùi rượu khét. Có. Khê chứ không phải khét, nó gọi là nấu bị khê. Có mùi khó uống quá. Đúng, rượu khê sao có uống được, nó bị... Cái cơm rượu nó bị chìm, nó bị cháy vô đít á, như giống như cháo khét thì ăn cũng đâu có được. Đúng rồi, ăn nó kỳ thấy mà. Rượu nấu mà bị vậy là lý do là do cái thời tiết nó không được tốt, là rượu thấp, là rượu nó hay bị chua rồi nó hay bị khét, rượu nấu cũng không có cao độ nữa, còn thời tiết tốt thì nấu rượu nó mới ngon. Khó uống cái bà luôn. Vậy mà rất làm ngon hết 5 lít á. Đồ ghê không? Thì đó, cái đợt bố Cầm về đó, anh bác là có đưa cho ông già mà 5 lít ông uống đó. Em ru à, đâu có nhức đầu nhức đít gì đâu. Nó không có nhức đầu gì, có mùi á. Đầu tiên uống một vài ly đầu thấy nó hơi khó uống là bảo vệ có mùi khê khê á. Nhưng mà riết là rượu quá mềm môi rồi là quất tới luôn, rượu quá nó ngon. Được cái rượu đó nó không có nhức đầu gì trơn á. Đầu gì trơn uống khỏe lắm, sáng ngủ vậy ngon. Anh biết sao không? Tại vì cái rượu mà giống như bên này nè, bên này nó có cái rượu whisky.
mà hôm vừa rồi á đủ á bạn nó túi tôi mua một chai mà tôi mua tôi uống không nổi luôn á, tức là nó có cái mùi mà nó không phải là khê khét như Việt Nam mà nó có cái mùi khói, mùi bị hun khói đó, biết không? À, má ơi, nuốt vô một cái nó muốn ói luôn á. Thôi chủ mà mua một chai không uống đi đẩy cho nó luôn, nó hôm nay uống cái thằng luôn. Còn hôm nay không biết là ông ấy cẩn cẩn sao cái đồ ông nghe nói mình về Việt Nam tự nhiên rồi đấy ông rủ mình đi ra tiệm rượu mua, mình nói thôi hôm nay tao ở nhà tao điện thoại chút xíu. Ông giao sách hai chai về, ông nói tao tặng mày hai chai mang về Việt Nam uống với mấy đứa bạn. Trời ơi trời, nói mày làm gì kìa. Nó thôi đi về thì không có quà gì, nó tặng cho hai chai rượu để uống ngon. Thế nhưng mà nói thôi được rồi, tao hứa cái này tao sẽ mang về Việt Nam. Đúng rồi, nhưng mà có một trò kìa, tao nói cho mày nghe rồi nè. Cái Tây á, biết không? Chú nói cho rượu Tây người Việt Nam đó. Nói cho anh nói cho Thơ Quang nè, với anh cầm sống bên Mỹ thì anh cầm biết rồi, còn nói cho Thơ Quang với cả nông dân nghe này nè. Mấy cái thằng Tây này này nó chơi á, nếu với mình á, tức là đi làm bạn bè chung thằng này cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà phải thâm tình lắm nó mới có cái kiểu này, chứ còn hồi nào dễ gì mà, dễ gì mà hút vợ chồng mà hút điếu thuốc nó còn tính tiền mà. Đúng rồi, nó sòng phẳng lắm. Thế nhưng mà hôm nay quý lắm nó mới tặng. Ừ thì quý lắm thương. Hồi nãy thấy nó tặng một cái thế mình cũng bắt tay thôi được rồi, tao cũng cảm ơn không làm việc và yên tâm đi. Tại vì nói chung nó nói về làm chung với nó được cái thấy nó mình cũng nói chung thì mình cũng đương nhiên mình cũng đối xử với nó không nên nói là tệ. Thế nhưng mà có điều là tự nhiên hồi nãy hứng hứng vào làm đây cũng còn cả chục ngày nữa mà hôm nay hứng hứng rồi, thôi là mai tao mới ra tao mua hai chai khác để tao mang về nhà, còn hai chai này hôm nay tao mua rồi tao tặng cho mày rồi, nếu có đi về rồi nó còn dặn mình chứ thôi bây giờ mày mang cho mày cất cho vali đi chứ đừng để đây rồi hồi ngứa hai ngày nữa thì không có được đâu. Thôi đó. Thôi mày ơi, đủ má nó thấy bằng mặt mày đủ má nó vậy, nó sợ mày mậm trợn quá, nó sợ mày quýnh nó cho nên nó cho cái đủ mẹ từng nghĩa chó gì. Không, quýnh nó thì tôi không phải là, tôi thì nóng tính thật, nhưng mà có điều là cái chuyện gì vậy, mình làm là mình phải có cái lý của mình, chứ không phải là tự nhiên là lôi con ra. Chỉ có tao nè, nó thương nó mới cho. Ghê ghê. Nó mới cho, còn mày nó sợ nó mới cho. Mặt của tôi. Ghê ghê. Nói là tôi thấy ghét rồi mà tôi nói tôi mê rồi nào. Tôi đã nói cho ông rồi, mà tôi về tôi cho ông uống say mà tôi cũng cạo đầu ông ấy, tôi dùng không ấy đó, đừng có gái. Trời ơi, tao đậu nó bảo hiểm. Ông lo cái hình mà thằng Thơ Quang nó chụp với thực sĩ nhất nói mà ở đó mà ông ấy nói là ông đồ nó bảo hiểm. Ông lo là ông lo ông cạo đầu trước cho tôi đi. Trời ơi. Tại lúc đó khỏi bị cạo nữa đúng không? Tại lúc đó khỏi bị cạo nữa đúng không? Biết sao? Hồi xưa ba nhổ xỉ đó. Tao mới nói đúng không? Cái thằng đó nó cà chớn đó, mày nắm đầu mày uống chết mẹ tao. Anh cứ nghe ba anh chửi câu đó cho nên là hồi xưa anh quên nắm cũng được, anh cạo đầu luôn cho nó khỏi nắm luôn. Không có đâu khỏi nắm. Thứ nhất đó là ngoài xã hội cũng trong gia đình như mình cạo đầu trước là con giận, nó không có nắm đầu được mình. Đúng rồi. Đâu mà thử cái gì nữa. Đau à. Cái ma này có người bị nhột đau à. Mày nhớ mày chơi tao nha. cầm. Tôi đâu có biết cái chiều gia đình của anh mà tôi chơi anh. Ủa vậy thường chơi vậy không? Mày không biết tao nổi tiếng trên cộng đồng mạng gì, cái chức danh gì à? Đồ quá vậy là mày sai lập chết à? Ờ cái chuyện đó là chuyện anh, nhưng mà tôi là tôi tránh cái trường hợp mà bị giận nó nắm đầu. Mày liệu không mày? Thấm nha. À, nhẹ mà thấm nha. Quá chơi tôi. Nông dân ở dưới đó là trồng trọt không hả nông dân? Dạ làm nông như này, trước đây là trồng lúa, bây giờ sau này nó chuyển qua trồng cây ăn trái. Ừ. Nhưng mà chỗ lúa nhà của nông dân ở gần mấy cái sông rồi kinh gạch chứ đầy ngóc gì phải không? Dạ đúng rồi, dưới này là vùng quê, dưới này là sông gạch là chằng chịt mà. Ừ. Vì hồi xưa ở dưới Trà Vinh ấy, thì chú cũng có mấy người chú bác này đó, nhưng mà sau này mấy ông chết ra rồi mấy đứa con nó cũng tàn mát này, mình không có ít thì hồi xưa nó nói chung là công ăn việc làm mình quýt về dưới đó, nhưng mà sau này nó có nhưng mà anh bác đi Trà Vinh cũng vài lần rồi đúng không? Ừ. Anh bác có bao giờ nghe nói tới cái con trù vụ không? Không đó tại vì thiếu sao vậy, anh nói cho thưa quan nghe. Ủa.
Rồi trên mặt trời, anh... trời ơi, cái này lại phải để cho nông dân nói cho nghe. Ở đâu, ở cái xứ Việt Nam mình á, bất cứ em đi ở một cái vùng nào, một cái tỉnh nào, một cái thành phố nào, đều có đặc sản. Không, nó đều phải có thổ địa. Đó, đúng rồi. Thì người ta mới biết, chứ còn nếu mà mình mà bảo là mình xuống đó mình đi du lịch hoặc mình đi chơi này khơi thì nó khó biết lắm. Không biết. Đó. Để nông dân nói cái con chùa cho nghe. Nếu đúng mà là đúng mà dân nhậu luôn á, đúng mà dân nhậu luôn á, mà chưa đi Trà Vinh mà chưa nhậu con qua cái con chùa đó là thiếu sót. Mà con nó con ra làm sao, cua hả? Dạng cua hay là cá? Đâu có, đừng nghe con chùa uống biết chắc là không phải là cua đâu ngồi. Đó, có cái họ hàng nó giống vậy đó. Cái họ hàng đó. Họ hàng nhà cua còng. Còn nó kêu là con chùa ụ, cái hình dốc của nó nhìn sơ qua thì mình nghĩ là con còng, còng con cua, con ba khía. Nhưng mà nó khác đó là cái nó có một vài điểm hơi khác chút, vì nó chỉ sống ở vùng miệt nước mặn của ở cái gì miệt về Sóc Trăng với lại giáp với Trà Vinh, miệt Duyên Hải. Vậy là chính này của Trà Vinh. Không có về đi Sóc Trăng, Bạc Liêu về quê ông già kêu mấy đứa em. Đó. Tại vì Bạc Liêu là dùng của nó. Gốc Bạc Liêu không ạ? Dạ. Bạc Liêu. Còn cái như cho con ở đây là không biết cái con cà cuốn. Cà cuốn thì nó thuộc về con, nó ở vùng miền ngoài. Miền Bắc. Nghe nói thôi chứ không cà cuốn. Cà cuốn là tinh nước mắm. Nước mắm đúng. Cái tinh dầu đó là tinh con, cái tinh con cà cuốn người ta làm nước mắm. Còn nếu mà ví dụ bắt tôi con cà cuốn á thì mình nướng lên rồi mình ăn cũng vui lắm, nhưng mà thực tế thì khô nó giống như là bắt mấy con châu chấu cả vào rồi thôi. Nhưng mà có điều là cái đặc biệt cái tinh cà cuốn á thì rất là ngon. Nếu mà mình lấy được cái tinh cà cuốn mình chấm một giọt của nước mắm, mà thường thường cái đó là người ta hay dùng ăn cuốn rồi, phải nói là tuyệt vời lắm, cái mùi thơm nó rất là thơm. Bởi vậy người ta nói ai mà nó cũng cay nữa phải không vậy? Không cay. Nghe nó cay cái là ở giống như nó hơi, nó kiểu như nó hơi cái ấy thôi, tức là mình nướng á, mình nướng mình ăn chơi vậy đó. Chứ còn nếu mà bảo là cái tinh cà cuốn thì nó không có cay, nhưng mà tinh cà cuốn thì nó rất là thơm. Mà cái tinh cà cuốn á từ xưa đến giờ nó đều là đắt, tại vì một con cà cuốn anh lấy được cái tinh của nó ít lắm. Nhưng mà cái món mà cái con chùa u nó thì làm cái gì nông dân? Như này thì nó cũng cái dạ cái món nó chế biến cũng cái kiểu như là chế biến mấy con cua rồi, cua ghẹ rồi thôi. Dạ, gan hoặc luộc. Nhưng mà nó ra nó me ngon hơn ghẹ cua vậy không? Ngon là sao? Dạ, thịt nó nhiều hơn. Thịt nó nhiều hơn nhưng mà cái vỏ nó mềm hơn. Còn cái tên nó chùa ụ là anh bắt biết sao không? Mập. Cái tên nó chùa ụ là do cái hình của nó nhìn giống mặt mấy người mà giống như là bức bối á, không cái kiểu như mà đi đâu mà bị bà xã bị bà xã quản lý á, giống bị bà xã quản lý mà đi không được á, tức quá không. Đừng nói cái câu mà bà xã quản lý thì nghe nó hơi kỳ. Mặt quạo á, coi như cái mặt quạo xuống á, cái mặt gọi là cái mặt chùa ụ lại á, anh bác phải không? Đó mà, là cái con đó là gọi là cái con chùa. Tại vì anh nói cho thưa bà nghe. Dạ. Yeah. Có một cái điều anh em mình phải kiên cữ ở cái chỗ thế này, mặc dù anh em thân thật. Dạ. Yeah. Biết, ví dụ như mình biết, em có coi cái bộ phim mà người ta nói cái làng sợ vợ chưa? Chưa. Coi đi em. À. Tức là phim Bắc. Đúng. Phim Hà Nội á. Bắc, có nghĩa rằng là đôi khi ví dụ như em thấy một cái đứa con gái nó làm gái ngoài đường, nhưng mà em nói làm gái nó đâu có chịu. Đúng rồi. Người ta có tự ái cho em thông cảm đi. Ví dụ như là mấy cái người mà chọc đầu như anh ấy thì anh né được, chứ còn mấy cái người mà như vậy mà em nói ta sợ vợ người ta buồn, người ta tự ái dữ lắm. Mà mấy phải tránh ra đúng không? Nó tự ái gấp 10 lần cái thằng mà không sợ vợ. À cho nên phải tránh ra đúng không? Phải né ra đúng không? À dạ, ok. À rút kinh nghiệm. Rồi rút kinh nghiệm. Tự ái dữ lắm. Nói chứ anh bác muốn biết cái con nó dễ lắm. Anh bác search trên Google á là nó ra nó ra hình ảnh, nó ra nguồn gốc cái con đó làm sao nó ra hết. Em thì con chùa ụ. Bây giờ là bố search trên YouTube nó không có nữa, bố search trên YouTube cũng có nữa. Chứ em này em còn nhỏ chứ em không có né được, em chưa có biết kinh nghiệm nhiều. Chứ anh né, anh đâu có nói hai cái danh từ mà sợ vợ là anh né lắm. Dạ. Anh chỉ nói là đầu để cho vợ nó đừng ấm đầu thôi.
né 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 tránh tránh hiểu biết không? Chứ nhiều khi nói thẳng, còn nếu mà nói lén á, nói lén anh nói cho em nghe, nhìn mấy anh cha mà mặt sợ vợ nhìn thấy chán lắm. Tao không bắn mày hả, tao còn mày về bắt. Lâu quá không phải tôi được đâm bữa sướng kìa. Cơ hội thời tới cả ông nổi, gọi là thời tới cả ông nổi đúng không? Tôi nói cho ông nghe, tung nó nhảy xuống rồi. Chứ mà hôm nay mà ông mà thấy rồi. Duy nhất nó lên nó đâm ông nữa thì đủ mà ông nhức đầu, hôm nay ông không ngủ được. Thấy chưa, thấy con trụ chưa? Nó tự giống như bà khí vậy. À, bà muốn nhìn cái mặt cái hình của nó giống không? Giống giống cái mặt người ta trụ không? Giống đó. À, okay, mặt nó quạo. Bộ tinh tiết nó có một tí mặt con này ông nào bây giờ con này là dạ dạ đó đó, đó ma ở dưới chó nó là nhưng mà thịt nó nhiều nhưng mà cái thịt nó nhiều thì nông dân ở dưới đó đó là ba cái gì đó là tôm cua cá rồi rồi nó là ở dưới sông dưới ruộng rồi còn nhiều không nông dân ở vùng của con thì tôm cá thì cái vùng mà tại vì cái vùng của con hồi trước đây là vùng trồng lúa à. Còn cái vùng mà nuôi cá cá tôm á là nó thuộc sâu ý chú đó là ý chú hỏi là không không phải là cái đồ nuôi, có nghĩa là cái đồ cái vùng mà trồng lúa trồng đồ đó rồi sông với rồi ba cái con cá này cá kia mà nó dùng nước ngọt nước biết ở dưới đó có nhiều không? Bây giờ thì còn nhưng mà không được nhiều nữa, còn nhưng mà không có nhiều đúng rồi đâu à. Hồi xưa nó nhiều nhưng mà giờ không nhiều nữa, nói chung thì bây giờ thì mấy chú con ổng hay đi câu á, là đi câu thì được cũng cá đồng như cá phi là nhiều, cá phi là nhiều. Còn cá trê, cá lóc thì thỉnh thoảng cá đồng thì cũng có, nhưng câu đi câu thì cũng kiếm đồ nhậu được cũng được. Mấy ông nhưng mà đa số là đồ nuôi chứ đồ và đồ và đồ thiên nhiên ít lắm phải không? Dạ, đồ thiên nhiên giờ nó ít lắm. Không, nhưng mà nói vậy là ở cái vùng mà quê ông già tôi đang cầm, tức là mấy đứa em nó mới nói là vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu thì vẫn còn. Đúng rồi. Không, cái vùng đó sách dài đúng không, có chỗ đúng rồi, tại vì ở nhà nó thì ở nhà đó cái con nhỏ mà em dâu ở nhà nó có cái gió này nó mé sông, lâu lâu cái vùng nó chọt cái gió xuống nó kéo lên, trời má ơi vô kho tiêu kho khô ăn đủ đá lắm ông ơi. Nó có cái chỗ này nè, nó có cái chuyện ta mới coi YouTube là cách đây mấy bữa, tức là khi anh nó có một cái khu vùng rừng sinh thái mà U Minh Thượng hay U Minh Hạ gì đó, trong đó nhiều cái đó từ xưa rồi rồi. Cá thiên nhiên á, trong đây cá nuôi đâu. Cái vùng đó là cá thiên nhiên còn, vùng đó là cá thiên đúng nhiên rồi. Còn người ta làm du lịch để cho du khách bắt cá rồi lên đúng rồi tự chế biến luôn. Ngon rồi. Khu rừng mà được bảo tồn á, giao người dân bảo quản rồi xây dựng cái khu sinh thái để mà khai thác du lịch miệt vườn. Ý Cà Mau hả? Ở đâu vậy? Đâu U Minh Thượng, U Minh Hạ đó. Tầm như mà ở vùng nào tao cũng coi đi xuống với mà tao đâu có biết. Má ơi, vậy là đủ mà còn quê nữa kìa. Cà Mau. Rồi tao đâu có biết miền Tây. Cà Mau. Thì Cà Mau. Cà Mau, Cà Mau. Ơi ông nội ơi, hèn chi đúng rồi. Còn tôi thì lâu lâu hồi xưa còn nhỏ đó thì thường thường ông già ông dắt về quê rồi bà nội rồi mấy đứa em rồi mấy đứa đó, tại vì ông già tôi thì mà ông già nhà tôi cũng ác lắm, bên dòng họ nhà tôi là tại vì có một mình ông già tôi là con trai à. Ừ. Đó. Mà hai dòng cho nên là rồi ông bên đây thì kêu anh hai, bên kia là thứ tư. Ừ. Cho nên là tôi thì cũng được cưng lây. Về cho đó thì thôi má ơi, tôm cua cá ăn hồi xưa sướng luôn á, nhiều khi miền Tây nhiều khi đi ngang thấy cá rồi này nọ nó nhảy lọc bọc chứ mấy đứa em ăn gì à, đi rồi chút xíu em đi em bắt về anh hai rồi một tôm cua càng gì nó bắt về ăn đá luôn á, bởi tôi khoái ba cái đồ thiên nhiên nó ăn đủ đá luôn á. À, thằng này nó nói là còn cá lau kiến, em nghe nó cá lau kiến nước mua ớt cũng ngon lắm. Không, cá lau kiến thì tôi cũng ăn rồi, bên không, này cũng ăn rồi mà có rau kiến nó bự lắm, còn mấy ký là nó nhỏ đâu. Đúng rồi, ở Việt Nam thì cũng ăn rồi, đúng rồi, rau kiến bên Việt Nam bự lắm. Ừ, nhưng mà tôi chỉ mê ba cái vụ mà cá kèo kho tiêu hoặc là cá lóc kho tiêu đồ nó, mấy cá kho tổ thế, trời ơi má ơi, cá rô không bây giờ nuôi hết mày ơi. Không, ở Sài Gòn bây giờ nuôi hết à? À, mình không nói là nuôi thiên nhiên, nhưng mà mấy cái món mà coi như là mình mê đó. Ừ, canh chua. À, anh biết không, đổ, mấy cái chuyện nhà tôi á, trước cửa nhà hồi xưa nhà bà nội tôi đó, nhà ba tôi ở đó, dưới đó là bà nội tôi đó, là nhà trồng hai cái cây sư đũa đó.
xong rồi cái cứ về một cái là bà nội chua tôi, bà nội tôi bắt hái bông sữa đũa nấu tép bạc, nấu cái canh chua mẻ đó, má ơi húp đồ mà đã luôn, ăn đã lắm. Canh cái bông sữa đũa đó ta ăn được một lần ở Sài Gòn hiếm lắm, cái bông đó hiếm ở Sài Gòn có vậy khó ít bán. Ơi anh ơi đủ cái quê thầy, thầy thì đa số đi quê nó bán đại thì đũa quê người ta đưa lên bông sữa đũa mà anh nấu tép bạc mà anh nấu trời ơi nó ngọt, tép bạc anh nấu nó ngọt đã lắm kìa. Sài Gòn trời ơi thôi còn tại vì bố Cầm không đi đúng chợ, đi đúng chợ đó, đi đúng chợ có đầy thì không biết đi chợ Tân Châu đó cái bên chợ nhỏ đó.